Đây, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn cây lá gai. Cây lá gai thì nó còn có tên gọi khác là cây trữ ma, tầm ma hay là cây tầm gai. Ở trong dân chúng ta thường thì cây lá gai mình chủ yếu để lấy được gói bánh gai hoặc là bánh ít. Và trước đây khi chưa có lưới bằng sợi ni lông thì người ta dùng cái vỏ của cây lá gai này các bạn, đây các bạn, tức là khi trồng lớn lên và cái vỏ cây nó già đấy thì người ta lấy cái vỏ cây này để dệt làm lưới đánh cá các bạn, cũng rất bền. Và cây lá gai thì rất dễ trồng đó bạn, các bạn chặt nhánh già và dăm xuống ở nơi đất ẩm thì nó sẽ mọc lên thành cây mới. Đây, cây này mình trồng khoảng mới được 4 tháng này, tầm 3 tháng 4 tháng lên được thế này. Và theo đông y thì cây lá gai có vị ngọt tính mát, thì nó chữa một số bệnh như là thông tiểu hay là ăn thai, đặc biệt có tác dụng ăn thai rất tốt và chữa đau bụng hay là viêm cổ tử cung. Và cây lá gai thì rất tốt đối với chị em phụ nữ. Và các chữa bệnh ăn thai thì các bạn lấy củ của cây lá gai nấu nước và uống. Và khi nấu nước uống nước thì các bạn cũng có thể ăn luôn cái bã củ nó đấy các bạn có thể ăn luôn cũng được, hoặc là các bạn nhai nuốt nước và nhả thân bã ra lại. Bộ phận dùng thuốc của cây lá gai thì dùng lá hoặc là rễ,